Chúng chào ông bà hả? Ông xin mến chào quý khán giả toàn thể của các bác. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của ông. Các bác ở đây thì hôm qua cũng đã đổ móng xong hết rồi. Hôm nay thì mới lại tiếp tục ghép cột đây. Đấy, ghép cột cột rất là to các bác ạ. Cột 20 vuông 25. Cột rất là to, rất là chắc. Hơi tốn nguyên liệu một chút nhưng mà thật sự ra là chắc luôn. Cột rất là to luôn. Đảm bảo. Hôm nay trong buổi chiều nay chắc là đổ được hai cái nhỉ. Phải không? Hôm qua uống thuốc không? Quên là cái gì? Qua uống thuốc không? Uống gì hả? Uống Uống thuốc không? Hôm qua sáng nay có uống thuốc không? uống Uống. Dạ cháu uống rồi. Nói lại. dạ cháu uống rồi. Đi làm đi. Có cần phải táp hết không? Con cái này táp bị trúng thôi. Táp trúng á? Đợt này là phải chuẩn chỉnh nhỉ. Này tập chuẩn mà. Thứ nhất còn thêm ly kìa. Đấy, chống kiểu gì đấy? Chống chéo à? Các cái thước phim trước thì cô bác có nói là anh ông cho quẩy đi làm như này thế kia. Nói thật đó các bác là quẩy nó đến thì nó đi cùng, nó đến thì nó cũng không thể đứng chơi được, nên là quẩy nó nhúng tay vào làm chứ chứ không phải là anh ông bắt quẩy phải làm như này thế kia thay anh ông các bác ạ. Không phải là anh ông bắt quẩy làm để thay anh ông nhé. Cái tấm bên này là mai mình mở à? Liệu cái này mai có rút được không? Này ép bên này mai có rút được không? Không tin nó vân mà. Ngoan. Đóng đóng lại sau lại quay lại. Quay cái tấm bên này vào trong này. Thế cái miếng kia để đâu? Miếng đây để vào trong này. Mai được tháo. Bây giờ đóng nó. Chiều nay đổ được hai cột không? Được, được. Hai hay ba? Hai cột thôi. Thứ ba thì đang chưa ghép. Thứ hai đây. Vừa đóng vừa là đổ. Để cái ra. Hôm nay đi mua cái 4 cái đâu nhỉ, 10 tấm ván 700.000 các bác ạ. Ván này người ta dỡ nhà sàn nên là đi mua nó rẻ hơn, nếu mà đi mua mới thì cũng rất là đắt. Hôm nay đi hỏi một chỗ mua mới là một tấm 400.000 các bác ạ. Mua mới này có 50.000 một tấm. Đâu, 70 nhỉ. 70.000 một tấm. 70.000 một tấm các bác ạ. Mà cái mới kia 700.000 một tấm đấy. 400. 400.
Nhưng mà xẻ kia kia là đắt hơn. Đúng rồi. Cứ ngày một ngày, một ngày đổ 4 cột được không? Không tháo được. Không tháo được à? Ê, tí nữa ghép cái ván. Tí nữa đổ 2 cột này xong là ghép cái ván kia hết, không biết được bao nhiêu. Ừ. Sang mai về đổ. Sang mai về tháo 2 cột này xong là đổ tiếp. Đổ 4 cột. Bằng cái miếng này là 34 à? 34 lên 2 phân đến 36 phải không? Mặt sàn. Con khóc thì lấy cái gì cống như gì? Không có cái điêu à? Hôm nay tiếp lại lấy một xe bột nữa, 5 khối và bột 7 cây sắt thì mới đủ được các bác ạ. Cái gì đây? Nghe bé con không cống thì làm được cái gì? Gì? Họ tới vuông. Tét chèo tán tét chè ương. Vẫn ông nó, vẫn ông nó cùng. Ông tán tét đi đứa chè. Nè, khẩu xuống nè. Cấp lá thì đua. Cái búa tốt quá nhỉ. Nóng ít thôi mai không tháo nổi. Nè, nó đóng chuẩn hơn thật đấy Chỉnh ạ. Đóng nhiều quá mai không đóng không tháo được đấy. Giữ cẩn thận nha, trượt nha. Đừng để chứ. Hép lại. Đảo cho nhão vào nha. Phao không phao. Ôm làm lẩu á. Thì tàu tàu. Phút đi đấy. Rồi ôm lẩu ý giờ. Cái tơ tỏ. Ôm lẩu đấy. Làm cho nó thật nháo vào đổ nó mới tốt cột, nó mới tốt được. Lẩu đấy ô. Lẩu nhìn cái tàu rồi. Đóng máy chưa xong à? Đổ vào để cho nó rửa cái đất ra nó sạch. Đấy, bao nhiêu đất kìa. Bên kia tí mình chèn một viên gạch ở bên kia là được. Hôm nay là ngày nghỉ nên là lại phải cõng con rồi các bác ạ. Đi học thì mới nhàn một đường một chút. Cho
Đừng gậy nên là nhiễu phải cống. Đồ chuẩn nào, đổ nước xi vào để cho trắng nha, trắng nha. Rồi đi lấy vữa đi, đổ đi. Đấy, lỏng như ly đó, lỏng như ly mà tàu đó. Đấy. Nó phải nhão như này nó mới cột nó mới tốt này. Đào cái này làm một cái vũng đá dễ. Làm lúc bản chơi cho. chính phải trực tiếp ở đây đảo đi thì mới chuẩn được. Công đội này nó không biết đảo. Cái xô dùng xong phải rửa luôn nhá, dưới nhá. Bảo nó xúc vừa vừa thôi, xúc đầy quá đi đổ hết, rơi hết ra. Cho nước vào tí nữa đi. Cho nhão vào một tí nữa. Vậy nó đêm à. Nhẹ thôi. Chơi đi, chơi chi đi. Ôi ồ, chơi kìa. Cho vừa vừa xong là đảo xong đó. Hôm nay thì không ra tay được rồi. Thì cầm máy quay các bác ạ. Hỏi ông ngồi dưới kia kìa. Táp hết vào đi.
thôi, nặng quá, đau lưng đi. Ở chỗ kia kìa, bốc quỳnh. Chỗ kia chèn một viên gạch vào đấy nữa. Ờ. Chèn đi. Không ổn. Không ổn. Chèn đi, chèn tiếp đi, lấy một đoạn ở đằng sau dưới kìa. Lấy một kia kìa ở dưới coi. Đi lấy cái thép gì, thép đi trong nhà còn không? Lấy thép đi vậy. Lấy cái thép to. Cái này mai làm một cái thép đi đằng sau kìa. Không. Mai làm một cái đai đai bằng bằng sắt 6 ấy. Ôi giời, một đĩa lo, một đĩa lo. Tiếp tục này ghép cột thứ hai các bác ạ. Đấy. Nó cái không biết lấy đâu Chỉnh ơi. Cột bên kia đã đổ xong các bác ạ. Đấy, bây giờ phải đổ hết 4 góc xong là mới cân bằng hai cột giữa. Lấy thăng bằng, lấy thẳng đứng. Không cần đâu, không cần đâu. Đẹp vào đi, đẹp vào đi. Cân rồi. Nó bị à đúng rồi, nhét vào đấy đi. Lấy niêm niêm niêm. Làm niêm ấy. Mai nó phải làm một cái ấy à. Rồi như thế được rồi chứ. Chân nhiều quá tí nó vỡ đấy. Có bị chéo cột đấy, để ý nhá. Vặn lại nhá. Vặn lại cột nhá. Xem vặn cột nhá bố ơi nhá. Úi dồi ôi. Xem bên kia kìa. Chéo hả không? Xoay đi. Xoay đã. Không xoay cột là bị méo cột đấy. Xoay ván đi. Đó, lắm này một tí đã. Xem đi, xem đi, ngắm xem đi. Không nó méo cột đấy. Ôi.
Nhá đi thôi, từ từ. Vát đi chứ gì. Không vát nó đóng được đâu. Con gái lại đi ngủ rồi phải không? Xem xoay xoay để cho nó cân bằng nha anh nhé. Không, nó chéo cột đi đấy. Nó méo cột đi mai xấu luôn. Đi hồ nó đi, hồ nó đi. Tối rồi đấy. Đi hồ nó đi. Dễ dễ. Nhanh đi, tối bây giờ ấy. Hơn 5 giờ đấy. Nó là say là say lộn lên. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng có nhiều cô bác cũng có góp ý là dế thì có rất là đông anh em đến giúp, nhưng mà toàn thì các bác cũng đã biết là anh em của nhà dế toàn là cái người nghèo rất mùng tơi nên là chả có cái đồng tiền nào mà để giúp dế cả các bác ạ. Thì cũng anh em thì cũng rất là đông, 4-5 anh em, nhưng mà toàn cái nhà bé bé như kiểu cũng nói hơi quá nhưng mà khác gì cái chuồng gà các bác ạ. Các bác nếu mà các bác được thích theo dõi thước phim từ đầu, các cái thước phim từ đầu thì các bác cũng đã biết là nó cũng có quay sơ qua một hai nhà rồi. Anh của dế và em của dế cũng nói thật với các bác là cái nhà chỉ bé, đúng là to, gọi to hơn cái nhà bếp, mà cái nhà bếp của cái người dân tộc khác nó còn to hơn, khang trang hơn nhiều, mà cái nhà của anh em dế nó chỉ là toàn nghèo, cũng còn trẻ tuổi nên là cũng rất là nghèo. Nghèo nhà đó thì toàn là lấy cái tre về để đan lát, xong là quây tất cả các cái cột nhà cũng toàn dùng bằng cây tre hết các bác ạ. Thì nói thì dế thì cũng rất là khỏe mạnh, nhưng mà dế thì một mình đơn thân nuôi hai con nhỏ, các bác cũng đã biết là một người con trai đàn ông mà nuôi hai con nhỏ thì cũng không đơn giản một chút nào. Đủ không? Sắp đầy chưa? Hả? Chưa đầy á? Đây là đủ đấy. Đủ không? Nét chạy vào. Đủ. Không là không đủ đâu. Sáng mai là 4 cột ở dưới à? 2 cột dưới à? Sáng mai chắc 2 cột dưới. Sáng mai về tháng 2 cột này còn làm cái rằng cái sàn để mình đứng đổ đấy. Giàn giáo. Giàn giáo đấy. Giàn giáo làm cái lấy cái cây kia, lấy cái trống kia về đóng hai cái chữ A xong táp cho bán lên, đóng hai cái chữ A ấy. Không đủ á? Không đủ thì đào tiếp, đào một nửa bao tiếp. Lấy một nửa bao. Bao
Ô, không có sỏi à? Sỏi ít thế. Cho thêm sỏi vào đi gì? Lấy thêm sỏi vào. Sỏi ấy. Không cho sỏi vào không chắc đâu. Đầy quá, đi xách đi nó rơi. Không đủ láng rộng một tí à? Dễ. Không đủ láng rộng một tí à? À các bác ạ, anh ông ấy chỉ là một cái nhịp cầu để bắc qua để cho các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đi qua để giúp các hoàn cảnh nghèo, các hoàn cảnh bất hạnh ở vùng cao thì cũng rất là mong là các cô các bác các nhà hảo tâm đi qua cái nhịp cầu trên kênh A Nông để giúp bố con dế để có một cái nơi mà ẩn trú để cho đỡ tủi thân. Thì các bác cũng đã biết là dế thì là một mình, một thân nuôi hai con nhỏ, vợ thì cũng đã ăn lá ngón chết rất là lâu. Cái thang kia mang đi cất nhá, ai cứ vác đi nhá. Mang đi nhà cất đi. Không thì họ mang đi là mình không có mà dùng đâu.